Chào quý vị, Hồng Dao rất hân hạnh được đồng hành gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Những bất thường trong hoạt động kinh doanh của Xuyên Việt Oil được thanh tra của Bộ Công Thương phát hiện hồi cuối năm 2022. Cụ thể, việc thu mua nguồn hàng theo quy định đầu mối được phép mua xăng dầu từ nhiều nguồn để đảm bảo nguồn cung trong hệ thống. Ngoài lấy xăng dầu từ hai nhà máy lọc dầu trong nước, Xuyên Việt Oil đã mua hàng từ chính công ty con, công ty cổ phần Việt Oil Group Lado. Điều này vi phạm quy định tại Nghị định 83/2014 về kinh doanh xăng dầu theo thanh tra Bộ Công Thương. Ngoài ra, doanh nghiệp này còn vi phạm quy định về xuất khẩu, tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu xăng dầu, cũng như chưa kiểm tra giám sát chất lượng hoạt động của các tổng đại lý trong hệ thống. Kết quả thanh tra cho thấy, các báo cáo hồ sơ doanh nghiệp này cung cấp cho đoàn kiểm tra không khớp với số liệu vụ thị trường trong nước, Bộ Công Thương theo dõi. Các quy định về báo cáo định kỳ hàng quý, năm về tình hình kinh doanh, mua bán xăng dầu, số liệu nhập xuất tồn kho cho Bộ Công Thương cũng không được Xuyên Việt Oil tuân thủ hoặc gửi chậm. Với loạt vi phạm và chiêu gian lận trong kinh doanh, doanh nghiệp này bị xử phạt vi phạm 390 triệu đồng và tước giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu 1,5 tháng, từ mùng 10 tháng 8 đến 13 tháng 9 năm 2022. Nhưng trước khi bị thanh tra Bộ Công Thương nêu loạt vi phạm cuối năm ngoái, doanh nghiệp này cũng từng nằm trong số bị thanh tra về kinh doanh xăng dầu từ tháng 5 năm 2021, nhưng sau đó cái tên Xuyên Việt Oil lại được rút khỏi danh sách. Giải thích điều này, Bộ Công Thương khẳng định việc điều chỉnh kế hoạch thanh kiểm tra năm 2021 và bỏ tên Xuyên Việt Oil là khách quan, phù hợp tình hình thực tế. Bởi việc kiểm tra bị gián đoạn, không thể thực hiện do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại thành phố Hồ Chí Minh tháng 4 đến tháng 10 năm 2021. Mặt khác, thời gian này, giấy phép của Xuyên Việt Oil hết hạn, doanh nghiệp nộp hồ sơ xin cấp lại vào tháng 11 năm 2021 và lúc đó các điều kiện để cấp lại giấy phép đều đáp ứng. Cụ thể, Xuyên Việt Oil được Bộ Công Thương cấp giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu lần đầu vào ngày 22 tháng 8 năm 2016, cấp lại vào ngày 19 tháng 11 năm 2021. Khi được Bộ Công Thương cấp phép, Xuyên Việt Oil có đầy đủ các điều kiện theo quy định. Xuyên Việt Oil có 49 đại lý, bao gồm 17 đại lý do công ty mẹ Xuyên Việt Oil trực tiếp ký hợp đồng đại lý và 32 đại lý thuộc công ty Đại Đồng Xuân là công ty con của Xuyên Việt Oil. Tuy nhiên, kết luận thanh tra của Bộ Công Thương chỉ ra rằng, để đủ điều kiện về hệ thống phân phối, có 37 đại lý bán lẻ của công ty cổ phần Đại Đồng Xuân được công ty Xuyên Việt Oil kê khai thuộc hệ thống của mình thông qua cơ chế công ty mẹ con. Xuyên Việt Oil có đóng góp vốn trên 50% vào công ty Đại Đồng Xuân. Thế nhưng, đúng vào ngày được cấp lại giấy phép, Xuyên Việt Oil và công ty cổ phần Đại Đồng Xuân ký kết văn bản hủy bỏ hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và tại thời điểm hủy bỏ, hai bên chưa thực hiện bất cứ quyền và nghĩa vụ nào của hợp đồng đã ký kết. Bộ Công Thương đã bóc trần sự bất thường này, chỉ rõ Xuyên Việt Oil chưa đáp ứng điều kiện về hệ thống phân phối xăng dầu của thương nhân, đầu mối kinh doanh xăng dầu, có tối thiểu 40 tổng đại lý hoặc thương nhân nhượng quyền bán lẻ xăng dầu. Từ kết quả thanh tra này, Xuyên Việt Oil bị tước giấy phép thời hạn 1,5 tháng và bị xử phạt vi phạm hành chính với các hành vi như không đăng ký hệ thống phân phối, không đáp ứng điều kiện hệ thống phân phối, gian lận trong kê khai đại lý. Năm 2023, Bộ Công Thương tiếp tục thực hiện việc kiểm tra chấp hành các quy định của pháp luật trong kinh doanh xăng dầu đối với Xuyên Việt Oil. Tại thời điểm kiểm tra, Bộ Công Thương ghi nhận công ty này có 10 cửa hàng bán lẻ xăng dầu, nhưng trong đó có 3 cửa hàng có giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu đã hết hiệu lực. Do không đáp ứng điều kiện đối với thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, nên ngày 11 tháng 8, Bộ Công Thương đã ban hành quyết định số 2081 thu hồi giấy phép kinh doanh xuất khẩu nhập khẩu xăng dầu của Xuyên Việt Oil. Những bất thường trong hoạt động kinh doanh của Xuyên Việt Oil đã hé lộ từ nhiều năm trước với các khoản nợ thuế cực lớn. Năm 2022, doanh nghiệp này nợ trên 684 tỷ đồng tiền thuế. Đây cũng là thời điểm thị trường xăng dầu trong nước gặp trục trặc về nguồn cung. Vì lý do này, Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị cơ quan hải quan tạm dừng thủ tục, không giải quyết nhập khẩu xăng dầu cho Xuyên Việt Oil. Về con số nợ thuế hiện tại, trong danh sách doanh nghiệp nợ thuế đợt 2 năm 2023 vừa được Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh công bố, Xuyên Việt Oil đứng đầu danh sách với số nợ thuế lên tới 1.529 tỷ đồng, chiếm gần 19% tổng số nợ. Trong đó, tiền thuế bảo vệ môi trường là trên 1.244 tỷ đồng. Đáng chú ý, tháng 1 năm 2020, Xuyên Việt Oil chỉ nợ ngân sách nhà nước hơn 89,57 tỷ đồng tiền thuế bảo vệ môi trường, nhưng chỉ 3 năm sau, số nợ đã tăng lên hàng ngàn tỷ đồng. Thời điểm đó, ông Lê Duy Minh là lãnh đạo Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh. Công ty Xuyên Việt Oil lý giải về tình trạng nợ thuế của mình là do thực tế đứt gãy nguồn cung xăng dầu tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 và sự thay đổi đột ngột chính sách tín dụng của ngân hàng khiến công ty không cân đối kịp nguồn tài chính để nộp các khoản tới hạn theo quy định.
Tuy nhiên, trong văn bản gửi Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng cục Thuế chỉ ra những bất thường liên quan đến công tác quản lý thuế với Xuyên Việt Oil, dẫn đến tình trạng nợ thuế hàng ngàn tỷ đồng chưa thể thu hồi. Trong văn bản của Tổng cục Thuế nêu rõ, từ năm 2020 đến tháng 7 năm 2022, Xuyên Việt Oil còn khả năng nộp thuế, nhưng Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh chưa quyết liệt yêu cầu công ty thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước mà chỉ áp dụng các biện pháp đôn đốc và cưỡng chế sau khi công ty phát sinh số tiền thuế nợ lớn, dẫn đến tình trạng như hiện nay. Ngoài số nợ thuế nêu trên, Xuyên Việt Oil còn nợ hàng ngàn tỷ đồng tại các ngân hàng thương mại và đều bị xếp vào diện nợ xấu. Theo báo cáo tài chính của Xuyên Việt Oil, đến cuối năm 2022, tình hình kinh doanh của doanh nghiệp này đi lùi khi doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 11.911 tỷ đồng, giảm 10.446 tỷ đồng, khoảng 46,7% so với năm 2021. Lợi nhuận sau thuế năm 2022 lỗ 800 tỷ đồng, năm trước đó lỗ 720 tỷ đồng, lỗ lũy kế lên đến 3.533 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm 533 tỷ đồng. Tổng tài sản của Xuyên Việt Oil tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2022 ghi nhận 8.483 tỷ đồng, giảm hơn 30% so với cuối năm 2021. Nợ phải trả giảm 30% xuống 9.015 tỷ đồng, trong khi nợ vay ngắn hạn tăng 145%, tương ứng 5.844 tỷ đồng. Liên quan đến vụ án Xuyên Việt Oil, Cục An ninh Điều tra Bộ Công an đã vừa khởi tố bắt tạm giam thêm hai cán bộ là Cục Phó Cục Quản lý Giá, Bộ Tài chính và Vụ Phó Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công thương. Theo đó, ông Đặng Công Khôi, Cục Phó Cục Quản lý Giá, Bộ Tài chính và ông Hoàng Anh Tuấn, Vụ Phó Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công thương vừa bị khởi tố bắt giam, nâng tổng số người bị bắt giam lên 7 tính đến ngày 28 tháng 12 trong vụ án xảy ra tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil, Công ty Xuyên Việt Oil. Trước đó, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với 5 bị can với 3 tội danh khác nhau. Cho tới thời điểm hiện tại, dư luận đang quan tâm đến vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil, gọi tắt là Xuyên Việt Oil, và một số cơ quan tổ chức liên quan. Trước khi khởi tố vụ án, cơ quan thẩm quyền từng chỉ ra những bất thường của Xuyên Việt Oil. Cụ thể, vào ngày 8 tháng 9, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án trên, đồng thời khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với bà Mai Thị Hồng Hạnh, Giám đốc, và bà Nguyễn Thị Như Phương, Phó Giám đốc Xuyên Việt Oil, về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Mở rộng điều tra, ngày 14 tháng 12, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Đức Thọ, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi. Ngày 19 tháng 12, đến lượt ông Lê Duy Minh, Giám đốc Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, cựu Cục trưởng Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh bị khởi tố bắt tạm giam để điều tra về tội nhận hối lộ. Mới đây nhất, ngày 21 tháng 12, cơ quan trên tiếp tục khởi tố bắt tạm giam ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương để điều tra về tội nhận hối lộ. Như vậy, trong vụ án này, đến nay cơ quan điều tra đã khởi tố 5 bị can, trong đó có 3 quan chức. Việc điều tra các hành vi phạm tội của những bị can trên, trong đó có cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ, người từng có thời gian dài làm trong lĩnh vực ngân hàng, vẫn đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.